Theo báo cáo của Ủy ban nhân dân thị xã, dịp Tết Nguyên đán năm 2024, Ủy ban nhân dân thị xã đã chi trợ cấp Tết chăm lo Tết cho 815 tổ chức, gần 12.000 đối tượng là người có công với cách mạng, bảo trợ xã hội hộ nghèo với tổng số tiền hơn 29,5 tỷ đồng. Dẫn động doanh nghiệp Mạnh Thường Quân tặng 9.861 phần quà Tết cho các hộ nghèo người có hoàn cảnh khó khăn với tổng kinh phí gần 6 tỷ đồng. An ninh trật tự an toàn xã hội được đảm bảo, công tác đảm bảo an toàn giao thông được tăng cường từ ngày 8 tháng 2 đến ngày 14 tháng 2, thị xã xảy ra một vụ gia chạm giao thông làm hai người bị thương. Để thực hiện thắng lợi các mục tiêu đề ra trong năm 2024, lãnh đạo thị xã Phú Mỹ đề nghị các cơ quan đơn vị địa phương phát huy tinh thần đoàn kết, chủ động sáng tạo, nỗ lực hết mình trong thực hiện nhiệm vụ để hoàn thành mục tiêu thành lập thành phố Phú Mỹ và nâng cấp đô thị loại 2 vào năm 2025.